Xin được hân hoan chào đón tất cả quý vị khách quý và con hai họ của hai vị gia đình, các anh chị và các bạn đã có mặt tại trung tâm hội nghị và tiệc cưới Phi Lũ để cùng dự tiệc chúc mừng hạnh phúc cho lễ thành hôn và hôn của chủ đề Đức Vân và cô dâu Nhã Uyên. Lời nói đầu tiên xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin được gửi tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Sau một thời gian quen biết và tìm hiểu lẫn nhau, ngày hôm nay được sự đồng ý và thống nhất của hai vị gia đình, thì lễ thành hôn và hôn nhân của chủ đề Đức Vân của cô dâu Nhã Uyên đã được cử hành long trọng tại thời gian buổi sáng ngày hôm nay, và buổi lễ của chúng ta đã được diễn ra thành công tốt đẹp trước sự chứng kiến của đại diện hai vị gia đình và sự cho phép của chính quyền địa phương. Nhưng vì điều kiện không gian tại tư gia không cho phép, nên cô dâu và chú rể và đặc biệt là đại diện hai gia đình đã lựa chọn không gian sang trọng và ấm cúng của trung tâm hội nghị và tiệc cưới Phi Lũ để tổ chức một tiệc ăn mừng tất cả quý vị được hưởng hạnh phúc của chúng ta ngày hôm nay, và đó cũng là lý do chính của buổi tiệc. Và ngay đây thì cô dâu và chú rể sẽ cùng thực hiện nghi thức cắt bánh tình yêu và khai đường sang bánh chúc mừng hạnh phúc. Xin mời. Sau đáy lòng muốn gửi tặng đến cha mẹ của mình.
Và xin mời tất cả quý vị khách quý, chúng ta hãy cùng rót đầy những ly bia và hãy cùng sẵn sàng để cho một tiếng hô thật lớn. Chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Xin mời đại diện hai bên gia đình cùng tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng nâng cao ly và cho một tiếng hô thật lớn nào. Xin mời. Và xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị chính là đại gia đình hạnh phúc của chúng ta ngày hôm nay. Và xin mời đại diện hai gia đình chúng ta cùng xuống phía dưới để cùng đón nhận những lời chúc phúc từ người thân và bạn bè. Và xin mời. Xin mời. Một lần nữa xin được thay mặt cho những người đồng nghiệp chương trình, xin được gửi tất cả quý vị lời cảm ơn chân thành nhất vì sự đồng hành cũng như những lời của tất cả quý vị đã đem lại cho tương tâm của mình của quý vị luôn. Thương hiệu ẩm thực có từ năm 1973. Hôm mời cô dâu và chú rể cùng đặt lại sân khấu để cùng đón nhận món quà mừng hạnh phúc của quý vị và bạn. Và xin được kính mời lên sân khấu.